Làng Phụ Ủng, huyện Ân Thi không chỉ nổi tiếng với di tích đền Ủng thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão, nơi đây còn có từ chỉ, lăng, vũ Hồng Lượng với kiến trúc bằng đá đặc sắc mang phong cách thời Hậu Lê. Đặc biệt tại đây còn có hai tấm bia khắc hai bài thơ Khuyến Thiện và Khuyến Học rất độc đáo. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, chúng tôi xin giới thiệu về hai bài thơ giàu ý nghĩa này. Học để vinh danh, để lập thân, tuổi nhỏ cháu con hãy siêng cần. Cơ cừu nghiệp lớn nên gắng giữ, kinh sử ruộng tốt cần khẩn canh. Tích thiện nhiều may, sách chép lầu, nhà ta con cháu cắn làm mau, chớ gây nghiệp dữ, suy đổi chóng, nên tạo mầm nhân, vinh hiển lâu. Học để vinh danh, để lập thân nên con cháu cần chăm chỉ ngay từ nhỏ. Tích thiện để có nhiều điều lành, tạo mầm nhân ái để vinh hiển lâu dài, nên con cháu phải nỗ lực hành thiện. Những câu thơ trong hai bài thơ Khuyến Học và Khuyến Thiện được khắc trên bia đá tại từ chỉ thờ Vũ Hồng Lượng, người đỗ tiến sĩ và làm quan triều Hậu Lê, có công đức tu sửa đền thờ Phạm Ngũ Lão và đặt ra sự lệ cho làng thờ cúng. Giá trị của cái bia này người ta nói lại là bên này là dạy con cái cháu chắt học vấn cho nó tốt. Cái bia này là dạy lên về con cái là sao phải theo cái noi gương của các cụ, làm đều toàn điều thiện chứ không có làm cái gì là ác tính cả. Hai tấm bia nằm trong khối bia hình hộp chạm khắc tinh xảo, chữ viết cứng cáp sắc nét. Chán bia có hình đôi chim phượng vườn nhau, dưới chân có hình con lân rất sống động. Cạnh bia có hai đôi câu đối nói về việc tích đức và trọng sách vở. Có thể nói đây là bia đá hiếm có ở Hưng Yên, còn lưu giữ được với vẻ đẹp trọn vẹn cả về hình thức kiến trúc, điêu khắc và nội dung thể hiện. Tuy nhiên, khối bia này đang nằm trong khuôn viên từ chỉ, đang bị xuống cấp, thiếu sự trông coi, gần như đang bị bỏ hoang. Trước đây, từng bị mất cắp đôi tượng thờ bằng đá. Do cái thời gian lâu và đã công trình đã xuống cấp, đề nghị là các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí để cải tạo khu di tích ngày một khang trang sạch đẹp. Hai tấm bia Khuyến Học và Khuyến Thiện cùng từ chỉ Vũ Hồng Lượng với lối kiến trúc, các tác phẩm điêu khắc đá độc đáo là di sản quý của ông cha để lại. Công trình bằng đá đã chơ gan cùng tuế nguyệt gần 400 năm qua sẽ sớm có ngày mai một nếu vẫn còn tình trạng hoang phế như hiện nay. Trong khi đó, khu từ chỉ này cũng nằm trong quần thể di tích cấp quốc gia đền Ủng nên cần có sự quan tâm đầu tư tôn tạo tương xứng và có sự kết nối với các di tích khác để phát huy trọn vẹn giá trị của cả quần thể.